Chào tất cả anh em nha. Hôm nay là mình xuống khu vực ở dưới của đảo phố nha. Nói chung là mình đi cái hồ của anh em Hai Mo nha, hồ này hồ của Hai Mo. Nói chung là xuống đây lâu lâu đi hồ lạ cho nó khó tí. Mà nói chung là hôm nay xuống thì không biết như thế nào nha, có gì là nếu mà có cá thì em làm video cho mọi người xem nha. Ở đây là cá gì cũng có hết nha mọi người. Hồ rất là đẹp nha. Đây thuộc cù lao phố nha mọi người. Giờ đồ của em nè, có gì em ra đồ em câu nha. Chào mọi người nha, có gì em làm video cho mọi người xem. Cá em đây câu nè mọi người. Xem này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, như 8 con đúng không? 2, 4, 6, 7 con chép với một mớ rô phi nha mọi người. 7 con chép hồ Hai Mo nha. Đây hồ này cái gì trời, á cá ăn giật chín cái gì vậy. Cá luôn kìa. Ôi giời ơi, cá lóc. Bà mẹ nó cắm đầu xình. Bó tay luôn. Cá lóc này kìa. Lóc đồng đàng hoàng luôn kìa. Ê, nó ủa sao dính cái gì cắm đầu xình thôi. Bó tay kìa. Đừng có giật. Đừng có giật, đừng giật, kéo thôi, đừng có giật. Đừng có giật, cho nó kéo thôi. Dương á, Dương á. Đừng có chép á. Cậu tên cá nữa mọi người. Chép nha. Để lên ấy xong. Lên hết không hết. Trời ơi, ướt mùi hết. Nhất 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 ai nè, để dưới đậu. Nó dưới cái bạc này rõ chết luôn. Đây, chép nè anh em ơi. Hồ Hai Mo nha. Cá phi mới lên này nè. Bây giờ lên mấy con mà quay không được. Nói chung là cũng tầm nửa ký à. Chép. Chết mọi người.
dữ vậy. Yo. Trời ơi, lộn lên kìa. Em chết đây anh em ơi. Đã chưa? Quá đẹp luôn nè. Mới lên mồi xong nè anh em. Mời anh em nha. Chỉ câu kiểu trai thì chết rồi. Mới xì vô đã dứt luôn nha. Dứt dứt luôn rồi. Ủa, chạy dưới đi. Quá nghe tiếng dứt dày quá. Quá nghe tiếng dứt dày quá. Cắm xích thằng kia là ok chứ. Để con kéo cá cũng dính vô cận không. Ê. Chạy chơi. Ê. Lên mày. Khóc đầu rồi. Không á. Lên hàng. Cá này nè. Wow. Cá đẹp chưa? Nhìn giống như cá la ngà, nó trắng 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 trắng. Nó lên chép luôn nè mọi người. Cá đây anh em ơi. Đó nha. Đã chưa? Con thứ mấy rồi anh? Ba con à. Mình chép nữa nha anh em. Trời ơi, ghê. Đã chưa? Boss rồi. Tiếp lên tiếp mọi người. Bấm máy không kịp. Nó lên cá nha mọi người. Lên bằng cần máy nha. Bây giờ chuyển qua đánh cần tay. Nhưng giờ ngồi nhậu này. Cho nên là không lấy cần tay được. Giờ chuyển qua lấy cần máy. Cá cũng ăn đi mọi người. Bây giờ cá mấy câu nè mọi người. Xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con đúng không? 2, 4, 6, 7 con chép với một mớ rô phi nha mọi người. 7 con chép. 1, 2 mo nha. Đây,